Kết phiên ngày 28 tháng 4, thanh khoản 15.409 tỷ, tăng 9,8 điểm lên 1.229 điểm rồi. Là một phiên tương đối tốt cho những nhà đầu tư giữ từ 30 đến 50% tài khoản đúng không? Những cái mã mà hôm nay có nhiều mã hồi phục rất là tốt. Có những mã như STB, VBank tăng tốt thì tí nữa sẽ phân tích sâu sau. Khối ngoại tiếp tục mua dòng 394 tỷ, tập trung ở VHM, STB, MSN, NVL, bán ra VNM, VRE, VB Bank và HBG Thì họ rất là tập trung bán VNM Bán rất là nhiều phiên rất, Bán rất là mạnh Bây giờ giá thấp như vậy rồi mà vẫn còn bán Họ cơ cầu cái mã này mạnh Thị trường thế giới thì không có vấn đề gì Quá đột biến đâu. Thị trường Mỹ đang diễn ra với cái mức Xanh đỏ Phân hóa Không tăng giảm quá mạnh Thị trường châu Á thì Nikkei tăng 0,21 đấy Shanghai tăng 0,42, Hang Seng tăng 0,37, Kospi giảm 1,06%, Kospi giảm khá mạnh. Chỉ số châu Âu thì đều đồng loạt ở giữ đường sắc xanh. Thì tự doanh hôm nay là bán dòng, đúng không? Cả giao dịch cả thỏa thuận thì họ bán dòng là 202 tỷ. Tập trung vào VHM, VRE, VB Bank, Techcombank. Khối ngoại và tự doanh đều tập trung bán VB Bank mấy phiên gần đây nhưng mà vì Bank tăng vẫn rất là tốt đúng không STB cũng bị bán hôm nay tự doanh là mua LB Bank ACB tự doanh cũng bán VNM Thế đi sâu vào phân tích các mã hôm nay sẽ phân tích nhanh MB Bank với quan điểm của tôi con MB Bank này tốt nó đang ở được một cái nền giá tốt hôm nay là cái lượng nhà đầu tư trên này họ chốt bớt ra con MB Bank này rồi thì hoàn toàn mọi người có thể giữ được nhá Con này sẽ giữ được đấy Con 10 banh này giữ được Vẫn cái cấu hình gọi là đáy Đáy, đáy sau cao hơn đáy trước Thì tất nhiên là ok rồi đúng không Nhà đầu tư hôm nay là bán ra Chốt lời khi họ gặp cái ngưỡng kháng cự trên này Rất nhiều người hôm nay Tôi nghĩ là nhà đầu tư hôm nay họ bán ra nhiều đấy Bởi vì họ trước 30 tháng 4 Mùa 1 tháng 5 trước nghỉ lễ thì có nhiều người người ta sẽ chọn phương án là chốt 50% hoặc là chốt tất để giữ tiền Sau à, sau nghỉ lễ họ tiếp tục đầu tư tiếp bởi vì là một quãng nghỉ lễ khá dài Không biết là dịch bệnh hay là tình hình thế giới nó sẽ như nào đúng không? Bởi vì là bây giờ ở Lào này, Campuchia, Thái Lan đấy, Các cái nước xung quanh mình họ dịch bệnh rất là nặng Đó, Ấn Độ này cho nên là không biết là mình có bị ảnh hưởng gì không, đúng không, khi mà có một vài ca nhiễm ở cộng đồng là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. cái vấn đề ấy, ở đây không phải là dịch bệnh nó có ảnh hưởng nhiều hay không, bởi vì là nhiều khi dịch bệnh diễn biến ở ngoài cộng đồng đấy nhưng mà thị trường nó cũng không giảm điểm, thậm chí nó có tăng, ấy, đúng không? quan trọng là những nhà tạo lập với cả những tay to họ muốn thị trường sập hay không giai đoạn này mình nghĩ cái tỷ lệ margin sẽ thấp ấy, bởi vì là ít người dám sử dụng margin trong giai đoạn này vẫn có nhiều người sẽ hướng đến vấn đề gọi là thị trường sẽ chỉnh về 1.100 nhưng mà càng nhiều người nghĩ nó chỉnh thì thị trường lại càng đi lên đúng không? Đấy thì hai phiên gần đây đều tăng điểm hết về cuối phiên ATC thậm chí còn tăng mạnh hơn nhưng mà dòng tiền nó cũng chỉ vào một số mã chứ nó không 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 vào đều đúng không? Uh, hôm nay con MB Bank này có những lúc nó tăng lên 30,8 mươi về, uh, về cuối phiên là giữ ở mức 30,25 Thì con MB Bank này giữ được mọi người nhá Cấu hình này giữ được đấy nó chỉ gặp ở cái đội trên này nó chốt lời thôi Không ảnh hưởng gì đâu Tay to không bán ra mà giá nó còn tăng nữa Tiếp tục giữ nhá MB Bank giữ được công Techcombank Techcombank tăng 2,2% Techcombank cũng tăng 2,2% Tiếp tục giữ nhá Tiếp tục giữ con Techcombank này Đẹp đấy Bởi vì là nhá Khi nó tăng 2,2% này Còn lượng nhà đầu tư trên này Nó không bán ra Mà con này tăng rất là đẹp Con này chỉ đợi dòng tiền Nên nó đánh rất là mạnh nhá Con này có đợi dòng tiền Phát nó đánh lên mạnh lắm Techcombank giữ được nhá Cấu hình đẹp Giữ được Cổ phiếu tốt VBank Con VBank này Thì cũng phải nói là cũng tương đối đáng tiếc đúng không khi mà uh, mình khuyến nghị trong nhóm là bắt 26 tháng 3 thì lên trên cái giai đoạn này là bảo mọi người chốt rồi đúng không nên giai đoạn này chốt rồi thì chốt xong thì nó đi ngang một giai đoạn ở gần đây xong bắt đầu tăng một mạch gì thì cũng rất là đáng tiếc thì làm sao mà biết được đâu là đáy đồ đỉnh thì nó tích lũy này thì mình nghĩ là nó phân phối đúng không thì nó đánh xuống không ngờ tăng rất mạnh đúng không? Nếu mà các bạn mà đánh theo kiểu dòng tiền thì nếu cặp cây này thì bán xong rồi thì không nói nhưng các bạn mà giữ đến tận những cái cây này đúng không? thì cứ tiếp tục giữ thôi tiếp tục giữ thôi nhá tiếp tục giữ dòng tiền nó vẫn đang vào thì không biết là con này nó sẽ tăng đến bao giờ đúng không không biết bao con này sẽ tăng đến bao giờ thì các bạn mà đánh theo kiểu là phân tích dòng tiền và phân tích kỹ thuật thì con này tiếp tục giữ thôi bởi vì những cái con này làm sao mà biết nó sẽ tăng đến bao giờ đúng không có thể nó sẽ lên cái giá 60 mươi 70 Làm sao mà biết được Vì banh thì mọi người cứ giữ nhá. Các bạn xác định đánh theo Dòng tiền của nó thì vẫn ok Không vấn đề gì cả Không xấu, cấu hình cũng không xấu Nhưng mà quan điểm của tôi là Chốt ở cái vùng mà 14 tháng 4 này rồi thì Rất là khuyến nghị mọi người có thể mua nhỉ? Rất là khuyến nghị mọi người có thể mua ở Giai đoạn này Thì giai đoạn này mà các bạn lỡ mà mua ở đây Thì nó thành đu đỉnh đúng không? Làm sao mà ai dám mua những con vi banh ở giai đoạn này được rất là khó mua vào có thể thành đu đỉnh ngay hôm nay có những lúc nó giảm xuống 5280 um, đúng không 5280 mà về kết phiên nó tăng 3,4% thì đấy là một tín hiệu tốt nhé hoàn toàn mọi người có thể giữ được tiếp bởi vì dòng tiền nó vẫn đánh vào con này đúng không vẫn đánh lên thì thường tâm lý của những nhà đầu tư cá nhân thì họ sẽ khi mà thị trường họ ăn được họ giữ được đến cái cây ngày 24 tháng à 27 tháng 4 rồi thì thường thì họ mà gặp cái phiên ngày 28 tháng 4 thì họ sẽ bán. Và hôm qua ngày 27 tháng 4 thì mình cũng khuyến nghị con Vy banh này thì hôm nay bán mà. Thì nhiều có thể là nhiều nhà đầu tư cá nhân thì gặp cái cây buổi sáng hôm nay đỏ thì có thể họ đã bán rồi. cuối phiên đánh lên là chỉ có nhà tổ, tổ chức tay to đánh lên Còn các bạn nào mà xác định giữ con VBank này thì cứ giữ thôi nhá, giữ đi không biết con này sẽ uh, tăng đến cái giá bao nhiêu đâu bởi vì nó làm gì có nó làm gì có cái kháng cự đâu đúng không nó không có kháng cự trên vùng trên này nó không có kháng cự thì nó có thể tăng tới bất kỳ những cái giá nào có thể đúng không con nvl này cũng vậy trong zoom mình thì có những bạn uh, vẫn giữ con vi banh này có rất nhiều bạn uh, đầu tư rất là lớn vẫn giữ con vi này cái đợt À trong cái Zoom 500 ấy, thì tôi cũng khuyến nghị con vi Bank này cái đợt 26 tháng 3 thì nhiều bạn mua xong rồi đến bây giờ vẫn giữ. Đây là bản lĩnh của mọi người thôi, đúng không? Tôi khuyên khuyến nghị mọi người bán bớt rồi thì um, có 50% đấy thì mọi người giữ đến bây giờ đấy là đấy là bản lĩnh của mọi người, đúng không? Còn um, mọi người giữ đấy là bản lĩnh của mọi người chứ không phải là khuyến nghị của tôi gì cả. Còn LVL cũng vậy nhá. Còn LVL còn này thì không bao giờ không biết là cái target của nó sẽ là bao nhiêu đâu. Con này mọi người giữ đi. Cấu hình của nó cũng không không có gì xấu cả. Không có cả, đúng không? Con này thì cứ giữ thôi. Tăng đến bao giờ thì tăng. Còn mua vào thì mình không khuyến nghị mua những cái mã kiểu như NVL với cả con VBank nhá. Ok. Con này thì cứ giữ thôi. VNM. Ừ, Đàm 93,7 Còn thủng cả ngưỡng 95 Thì mình khuyến nghị mọi người là Cái giá 95 đúng không Cái giá 95 thì mọi người Có thể mua 5% thì thôi thôi Xuống cái ngưỡng 93,7 là mọi, mọi người đừng mua gia tăng nữa nhá Con này là tổ chức họ bán ra mạnh quá Còn uh, v, VNM này Lỡ mua 5% Ở cái giá 95 rồi thì thôi Kệ nhá không không có bắt đáy tiếp đâu Mọi người đừng có trung bình giá nữa những cái mã này nó chưa xác định cái xu hướng tăng trở lại cho nên Các bạn càng mua thậm chí nó còn giảm thêm cơ, đúng không? Làm sao mới biết nó giảm xuống bao nhiêu? 90, 80 chẳng hạn, đúng không? Cái, cái lượng người kẹt trên này thì... Nó nhiều như vậy thì làm sao mới biết nó sẽ... Người nào? Giữ thì cứ giữ thôi chứ làm sao biết bây giờ nó giảm xuống đến bao giờ? Rất là khó nói con này. Không ngờ con VNM này giảm sâu thật. Nó giảm đến những cái ngưỡng mà mình không tưởng. Chỉ năm là nghĩ là giảm là cái nướng đấy là mọi người có thể mua 5% rồi. Bây giờ giảm 93,7 thì thôi mọi người đừng có trung bình giá nữa nhá. Con này mọi người đầu tư tối đa chỉ 10% thôi, còn VNM. dại này nếu mà các bạn muốn bắt đáy thì tối đa chỉ 10% không đầu tư hơn nhá. Không nên cứ càng xuống càng càng trung bình giá là chỉ có chôn tiền với cái con VNM này. Nó không có một cái động lực đánh lên nhá mọi người nhá. Con này mình sẽ đến hiện giờ thì các bạn nào mà mua mới thì có thể mua 5% của bạn nào đã mua rồi thì thôi đừng có mua nữa nhé. Mua mới thì mua 5% đi. VNM xong. MVKG. MVKG. MVKG vẫn đang uh, đang đánh kỹ thuật ở cái vùng này. Đang đánh kỹ thuật ở vùng này. Cấu hình không xấu. Dòng tiền chưa ra. Vẫn có thể giữ được nhé. Các bạn nếu mà giữ ở cái vùng này thì cứ giữ thôi. Nó... Còn này nó như kiểu qua MSN ấy. MSN MSN hôm nay tăng 1% này. Con MSN này nhá mọi người Con này có tỷ lệ đánh lên cao đấy Con MSN này Con MSN này có tỷ lệ đánh lên cao Mặc dù gặp cái vùng hỗ trợ à, vùng kháng cự trên này thì nó Tương đối mạnh nhưng mà Con này tỷ lệ đánh lên cao Thế Khi nó tăng lên mà không có lượng nhà đầu tư bán ra nhiều này. Vốn thấp đúng không cấu hình thì ổn, oh, vẫn đang chiều đi lên. Con này tỷ lệ mà đánh lên còn tốt hơn con VHM. VHM tỷ lệ đánh lên không cao bằng con MSN đâu, Nhưng mà con con này hôm nay gặp mà khi gặp lên trên này thì nó gặp một lượng nhà đầu tư nó chốt lời. Ấy. À chốt lời không phải chốt lời mà là có thể là người ta ở trên này người ta lỡ kẹt trên này ấy, thì người ta cắt lỗ. Con VHM này Con VHM này giữ được nha mọi người nhá Giữ bây giờ giữ được Con VHM Con VHM này thì Nhiều bạn Người ta bắt đầu làm một ván mới rồi Chia chốt ở trên này rồi đúng không Thì bắt đầu là xuống dưới này Gặp cái giá tầm 100 này Thì nhiều người đã làm một ván mới rồi Đúng không Mua được mà Con VHM này hoàn toàn có thể mua mới được uh, Mới thì giữ được nha VHM cũng vậy Vẫn giữ được Đấy, nhìn Nhìn qua thị trường này thì có vẻ là nó chưa xấu lắm đâu bây giờ chẳng lẽ úp Ubo à, đúng không? Nhìn qua thị trường thì nó có vẻ không xấu lắm đó. Thì mình vẫn giữ luôn cái quan điểm là đầu tư thì cứ đầu tư thôi chứ còn biết biết bao giờ cho Ubo chỉ là cái giai đoạn này nó nguy hiểm. Đấy các cái thông tin dịch bệnh các thứ thì nguy hiểm như vậy thì mình chỉ đầu tư 30 đến 50% tài khoản thôi, đúng không? Bạn nào máu hơn thì đầu tư tầm 60% tài khoản Thế thì mình, mình nghĩ không nên đầu tư quá mạnh. Còn trên 60% thì đầu tư không nên chọn như là mã khỏe và đẹp thì đầu tư chứ không dạy gì mà ừ, đầu tư những cái mã nó mạo hiểm quá đúng không nhất là những cái dòng penny hay gì chẳng hạn ừ, mà nó có biến đống mạnh thì giai đoạn này thì tốt nhất là ừ, không nên đầu tư quá mạnh dòng penny đâu những mã nào mà nó lỡ nó giảm sâu rồi thì mọi người cũng hạn chế đầu tư đúng không? nó không có một cái nền nào chẳng hạn ví dụ như có con bâu này con bâu này giai đoạn trước thì mình có khuyến nghị mọi người đầu tư Nhưng mà khi mà nó lên cái tầm 14-50 này Và nó cứ đi xuống mãi rồi thì Chỉ có khuyến nghị mọi người là chốt lời Chứ còn uh, nó đi xuống này thì Nó không biết nó sẽ đi xuống bao giờ Chỉ có bảo mọi người giữ thôi Chứ con bâu này mình Các bạn để ý các bao nhiêu phiên youtube gần đây đúng không Thì mình khuyến nghị là con này thì không nên mua mới con này các bạn giữ thì cứ giữ thôi chứ còn mua mới thì không không có mua mới kể cả những cái phiên hôm qua chẳng hạn đúng không? thì mình cũng khuyến nghị mọi người là con bâu này thì chỉ có giữ thôi. Bây giờ đến nó xuống đến cái vùng này là nó cạn cung rồi. Đúng không? Cạn cung rồi. Nếu mà bạn nào không có mà bạn nào mà không có con con bầu này ấy, mà các bạn thích quá thì con này các bạn hoàn toàn các bạn có thể mua được nhé Hoàn toàn các bạn có thể là mua được tầm uh, giữ trong tỷ trọng tài khoản của bạn là 10% đi nhé Con bầu này mua mới tầm 10%. Còn các bạn nào mà có rồi ấy, thì tôi tôi cứ nghĩ khuyến nghị mọi người là không nên mua nhé Không không nên mua con bầu này biết đâu nó có thi thủng xuống về phía này thì sao đúng không? Thủng về phía này thì sao? con bầu này thì mình có nói trên TikTok ở những cái giai đoạn mà cái vùng mà ngày năm tháng 2 các thứ đấy các bạn ăn được hai cây trần đấy. Thì mình có nói cái con bầu này là đây là cái khuyến nghị ngày 26 tháng 2 ấy, mà bắt ngày 26 tháng 2 cạn cung cấu hình đẹp đấy. Thì mình bảo là con bầu này thì đánh theo kiểu là chung và dài hạn thì sẽ có quà tăng hai cây trần các bạn chốt lời luôn nó xuống giai đoạn này mình lại khuyến nghị tiếp nó khuyến nghị tiếp mua lên giá 14 thì bảo mọi người chốt bớt 50 phần hoặc là xuống cái ngày 13 tháng 4 đi chốt hết Bởi bắt đầu là cấu hình bắt đầu đi xuống mà thị trường nó nó đang đổi chen đúng không nó tiền nó chỉ vào một số mã thì chốt bây giờ thì giai đoạn này hoàn toàn mọi người có thể bắt lại đúng không bắt lại nếu các bạn nào bán hết rồi thì hoàn toàn có thể bắt lại 10 phần trăm nhé bắt đầu cấu hình nó tương đối ổn ổn rồi Bây giờ, hoặc là bạn nào chắc hơn thì đợi thêm một hai phiên nữa đi nhỉ đợi một hai phiên nữa bắt đầu nhìn bắt đầu cấu hình bởi vì con này thì các lên trên này đúng không thì nó cũng gặp được gặp cái hai cái kháng cự tương đối lớn này hai cái đỉnh ở đây đúng không gặp hai cái đỉnh ở đây thì nó gặp hai cái đỉnh này thì nó rất là khó đánh mạnh lên thì tùy mọi người nhé cái con này thì con bầu này thì bạn nào thích đúng không mình phân tích ở đây thì mình phân tích thôi còn bạn nào thích thì các bạn các bạn mua được không thì thôi nhá con bầu này thì nó rất là khó đánh mạnh lên thì mình không khuyến nghị mọi người mua đâu bạn nào thích lắm thì mua tầm 50 phần trăm vì cấu hình của nó không xấu nhá bầu cấu hình của nó không xấu cạn cung rồi. cạn cung hôm nay nó test cung với cái vôn tương đối thấp thì lúc nó đánh lên này thì có một lượng nhà đầu tư bán bán ra đúng không và cái vôn nó rất là thấp như là cái lượng nhà đầu tư ở trên này mà người ta không buồn bán nữa rồi đúng không lượng nhà đầu tư ở trên này người ta không buồn bán nữa rồi thì hoàn toàn nó có thể đánh lên nhá con bầu này hoàn toàn nó có thể đánh lên giữ thì cứ giữ thôi còn mua mới thì các bạn là chưa có thì mới mua còn đâu là các bạn có rồi thì mình nghĩ không nên mua đâu nhất là giai đoạn này đang rất là căng thẳng đúng không? con bầu này thì, thì là một trong những cái mã mà uh, uh, thị trường lên thì lên chậm mà thị trường xuống thì xuống rất là mạnh một mã tương đối gọi là yếu đấy nói nói thẳng luôn là nó rất là yếu của thị trường xong bầu nhá VHM bầu MSN đều có thể giữ được tiếp nhé VNM thì mình 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 khuyến nghị mọi người là không có mua gia tăng thêm tỷ trọng đâu Nếu bắt vui thì bắt năm phần bắt thăm dò bắt 5 phần trăm thôi nhé đừng có tham gia cái mã VNM bởi vì nó sẽ có một cấu hình nó xấu như thế thì không biết là nó sẽ đâm xuống giá bao nhiêu đâu em sao mà biết nó đâm xuống giá bao nhiêu. Uh, Techcombank FBT. đấy FBT thì chả có vấn đề gì cả, mọi người cứ giữ thôi. Mình có khuyến nghị mọi người là cứ giá xuống giá tầm 80 hay 79 thì cứ bắt con FBT thì cho an toàn. Các bạn nếu mà lo sợ vào một cái thị trường chung nó xấu thì cứ bắt con FBT cho an toàn. Kiểu gì mà cứ tích lũy dần dần xong bắt đầu một cái nó đánh đánh 3 4 đánh lên 3 4% rồi các bạn chốt lời chẳng hạn đúng không? Một uh, giai đoạn này thì các bạn chỉ cần tầm 1 2 tuần đúng không? 1 2 tuần các bạn lời tầm 4 5% là các bạn sướng rồi đúng không? Đấy 4 1 2 tuần lại 4 5% đấy cả cả năm mà các bạn cứ rình rình được vài lần là một năm mà các bạn lời khoảng 20% ở thị trường này nó chuyện bình thường đúng không? Đầu tư chứng khoán tầm lãi tầm 1, -1 năm mà 20 20 30% nó chuyện bình thường luôn nhá ấy FPT này là một trong những mã mà mọi người hoàn toàn có thể đánh trung hạn này cũng được này, dài hạn cũng được, này, ngắn hạn cũng được. Mà con FPT này thì nó sẽ thiên về trung và dài hạn hơn. Đó. Các bạn đánh ngắn hạn thì kiểu là nó đang tích lũy để xong một ngày nó đánh 5 6 chẳng hạn nếu mà vôn to thì sẽ tiếp tục giữ còn đâu mà cấu hình đẹp thì tiếp tục giữ còn nếu mà các bạn chốt lon thì chuyển sang những cái mã mà các bạn thích, thích hơn chẳng hạn đúng không? Thì cứ ăn tầm 4 5 thì con này sao đi xào lại mà. Thế con FPT này thì rất là nhiều người ta, người ta cứ xào đi xào lại cứ ăn xong lại bán bán xong lại ăn cổ phiếu quanh đi quẩn lại có toàn những cái cổ phiếu tốt như thế đúng không gặp cổ hình nó đang tích lũy thì bán ra bắt đầu tăng một cây thì các bạn lại bán tích lũy xong ví dụ đây các bạn ăn được một cây ngày 20 tháng 4 lên trên này các bạn tích lũy ở vùng này chẳng hạn đúng không? ăn được ngày 20 tháng 4 lên là 84,9 các bạn bán 84,8 chẳng hạn 84,9 bán ở 84 xong bắt đầu Uh, bán xong rồi bắt đầu là tích lũy dần dần ở vùng ngày 80 lại mua tiếp đúng không? Cứ xào đi xào lại 5 6% ăn đi ăn lại một mã cũng được đúng không? Còn VHM chẳng hạn, cứ ăn đi ăn lại một mã tầm uh, cho nó cứ tăng lên rồi nó, nó lại giảm xuống, cứ xào đi xào lại một mã cũng được, chả có vấn đề gì cả. Đúng không? Quan trọng đấy là các bạn theo kiểu đánh lướt sóng này và đánh, đánh cấu hình, đánh còn uh, những cái người nào mà đánh theo kiểu chung và dài hạn thì những bạn đấy thì các bạn phải học hẳn hoi tử tế các bạn đánh, đánh cấu hình thì mấy cả phân tích kỹ thuật thì các bạn mới đánh theo kiểu lướt sóng được chứ còn đâu là các bạn mà không biết quá sâu về chứng khoán nữa các bạn mà đầu tư nó rất là khó rất khó cho nên là đây ví dụ con FPT này nhá mọi người hoàn toàn có thể canh cái vùng tầm 80 79 để bắt con FPT này sao đi xào lại mà bắt cái con này nó an toàn hơn con v, VNM bao nhiêu đúng không? Làm gì phải cứ đâm đầu con VNM làm gì? Không biết là con VNM sẽ đâm đến xuống những cái giá bao nhiêu. Làm sao biết được? Nó hoàn toàn nó có thể đâm xuống giá 90 hoặc là 80, làm sao mà biết là nó sẽ giảm được đi đâu? Nó làm gì có cái hỗ trợ gì? Nó những cái con FPT này đầu tư nó rất là an toàn, nó đối an toàn hơn, tiền nó không mất. Cổ phiếu đẹp tích lũy dần dần một vài phiên lại bắt đầu đánh lên. Đánh lên thì mình thích mình lại bán đi đúng không? Lại 5%, năm 4 5% xong lại lại làm một ván mới. Xào đi, xào lại quanh đi còn lại có một vài cổ phiếu đấy thôi. FPT xong nhá. À, HBG. Đấy, HBG thì tôi bảo mọi người là bán cái ngày 20 tháng 4 rồi đúng không? Nói tích lũy dần dần đây Bắt đầu cấu hình đẹp chẳng hạn, bắt đầu là nó giảm giảm xuống cái tầm 20 tháng 4 nó bán được 58 chẳng hạn đúng không? Bán được cái giá 58,5 58,6 chẳng hạn nó bắt đầu là xuống dưới này nó tích lũy nó đạt được cái ngưỡng mà mình thích chẳng hạn xuống tầm 55 54 đúng không? Nó bắt đầu là um, mua lại. Nếu mà cấu hình của điện nó đẹp thì lại mua lại con HPG này, lại làm vai mới. Chả có vấn đề gì cả. Các bạn bán ở cái giai đoạn này thì các bạn dành tiền các bạn đầu tư những cái mã mà nó khỏe hơn đẹp hơn chẳng hạn đúng không còn hbg này thì các bạn nào đánh dài hạn thì các bạn cứ đánh thôi cứ giữ thôi chả có vấn đề gì cả cấu hình nó không phải là xấu cổ phiếu thì tốt mà dòng thép bây giờ là những cái thông tin nó ra hết rồi cho nên là mình cũng không nên khuyến nghị mọi người giữ với tỷ trọng quá lớn hoặc là mua mua con hbg này tôi không khuyến nghị mua nhá con hbg mình không khuyến nghị mua đâu đợi nó đẹp hẳn đi đúng không? đợi nó đẹp hẳn. cái thị trường bây giờ thì cũng chả biết nào mà lần. còn HBG này thì cứ nếu mà nó cứ UBO thì cứ UBO một hai phiên thì cứ, xem cấu hình như nào thì cứ thế mà bắt. Có gì đâu mà cổ phiếu tốt đúng không? HSG HSG giảm 0,3% hôm nay là có một lượng tay to nó chốt con này đấy. có một lượng nhà đầu tư nhớ là cũng chốt con HSG này thì nó vẫn đang tích ở cái vùng uh, vùng uh, 31 này vùng 31 này thì nó các bạn giữ đi con HSG này giữ được nhá HSG vẫn giữ được đấy kệ cho những nhà đầu tư họ chốt trên họ gặp trên này thì họ sợ thị trường thì, thì họ chốt bớt con HSG này cũng không vấn đề gì đâu con HSG tiếp tục giữ nhá cấu hình không xấu thì mình cứ giữ thôi bao giờ cấu hình nó xấu xấu thì bắt đầu mới bán chứ đúng không mình đã thích con này chẳng hạn đúng không thông tin của nó tốt chẳng hạn thì mình cứ giữ thôi chả có vấn đề gì cả con hsg này, này những bạn nào mà ở những cây này chẳng hạn đúng không con hsg này mình nghĩ là bọn người giữ những cái mã này thì ít người bán ra lắm hôm nay là gặp cái khi lên trên này thì gặp cái ngưỡng ngưỡng mà họ kẹt ở cái vùng này này thì họ bán ra thôi chứ con này thì nhà đầu tư tổ chức một tái to họ chưa bán con HSG này ra đâu. Họ chưa bán mạnh đâu. BD Ừ, đấy BD nó qua bán rồi mà, cái con này nó qua bán rồi thì mọi người cứ giữ thôi nếu lên trên này nó kể cả nó tăng lên gặp cái đội trên này nó bán ra cũng chả có vấn đề gì toàn nhà đầu tư cá nhân họ bán ra thôi mà toàn nhà đầu tư bán ra họ có nhiều họ cắt lỗ đấy con BD này thì lãi cái gì nếu mà các bạn đầu tư thì không có lãi đúng không cái con này chỉ có nhà đầu tư mà nó lên trên này thì bắt đầu là nhà đầu tư họ không thích con này nữa thì họ bán ra thôi đúng không cạn cùng rồi con gì con này con này thì cứ giữ thôi chả có vấn đề gì cả tay to họ không bán ra chỉ có nhà đầu tư tham gia trong phiên hôm nay TCH ừ. TCH vẫn đẹp nó vẫn đẹp tăng tăng mà khi gặp cái ngưỡng ở trên này mà không có ai bán ra thì hoàn toàn con này cũng giữ được chứ giữ đẹp luôn Đấy. giữ đẹp luôn nhá TCH giữ đẹp luôn những cái con này nó quá bán rồi những cái con này nó quá bán rồi con quá bán rồi Quá bán rồi nhá TCH là quá bán rồi Hết chưa nhỉ? dxg dxg ừ. dxg thì nó đang cái chiều hướng tăng lên này thì cứ giữ thôi nhé, cứ giữ đi. Nếu mà các bạn mà lo quá, nếu mà gặp ở cái vùng trên này thì con này thì giữ thôi chứ mình nghĩ các bạn mua thì không đẹp đâu. Còn dxg giữ thì giữ thôi, mua thì không đẹp. mà mua giai đoạn này thì cứ chọn mã nào nó khỏe khỏe đẹp đẹp hẳn thì mua chứ làm gì phải mua những cái mã nó có cái hướng kháng cự nó mạnh như này đúng không hướng kháng cự nó trên này nó một cái vùng trên này như này thì mua làm gì mặc dù là thông tin của nó là tốt đúng không con này giữ nhá con à, con này thì giữ giữ thôi chứ còn mua mới thì mình không khuyến nghị con này mua mới đâu STB, STB cứ giữ thôi nhá. STB này cứ giữ thôi. Hôm nay thì có rất là nhiều bạn còn khuyến nghị là mua mới đúng không? mua mới con STB này mua gia tăng thêm 5% cũng được, đúng không? STB này thì nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn mới, đó là sẽ không biết là nó con này sẽ tăng đến bao giờ, đúng không? Sẽ không biết con này tăng đến bao giờ có dòng tiền vào đánh, đúng không? có dòng tiền vào đánh cấu hình đẹp vượt qua kháng à, vượt qua kháng cự thì cứ thế mà giữ thôi, chả có vấn đề gì cả. Đúng không? STB tiếp tục giữ, FBT, FBT thì cũng tiếp tục giữ tiếp, đúng không? tiếp tục giữ. Con này vẫn giữ được mà. Những con nào cấu hình đẹp thì cứ giữ, chả có vấn đề gì đúng không? Rất là nhiều mã hoàn toàn nó có thể các bạn có thể mua đúng không? Mua mới nó ngon nghẻ mà nó đang có xu hướng nó tăng. Làm gì phải đâm đầu vào những cái con VNM làm cái gì? nhiều oh, thiếu gì mã đâu. Rất nhiều mã. Techcombank, FPT cứ mua những cái mã đấy chẳng hạn, đúng không? Nó đang có một cái vùng uh, nền đẹp mà có tỷ lệ đánh lên cao. Chứ làm gì phải cứ đầu tư vào VNM rồi cứ thế mà nó đánh xuống. mình chỉ có khuyến nghị mọi người là bắt cái con vnm giá cái giá chín năm ấy. bắt thăm dò năm phần trăm thôi đúng không? Mọi các bạn xem các cái video mình phân tích và khuyến nghị rồi. thì hôm nay ở trong nhóm ấy, thì cũng khuyến nghị được uh, hai mã, hai mã đúng không? hình như là hai mã. còn trong nhóm học viên thì mình cũng không nhớ là anh vũ anh có khuyến nghị mã nào không nhưng mà mình nhớ trong nhóm chính thì khuyến nghị là hai mã thì về cuối phiên nó win đó về cuối phiên là win độ này trong nhóm đánh T3 vẫn giữ ở tỷ lệ win là 95 phần trăm từ lúc lập nhóm đến bây giờ tỷ lệ win rất là cao FBT giữ được nhau mọi người nha đấy SHB này con SHB này là nhóm win này. bắt ngày 23 tháng 4 đúng không? nhiều bạn cứ bảo là uh, chém gió hay là một cái gì đấy hay là ông khuyến nghị ở đâu tôi khuyến nghị trong nhóm đúng không tôi và anh vũ khuyến nghị trong nhóm thì tất nhiên là trên youtube này thì cuối cuối ngày ấy, thì chỉ khuyến nghị mọi người là giữ ngày mã hoặc là mã nào đẹp đẹp thì mới khuyến nghị mọi người mua thôi chẳng hạn đúng không còn vhm chẳng hạn thì tôi bọn tôi bắt 99 đấy chẳng hạn thì tôi cũng khuyến nghị mọi người trên này mọi người bắt 99 con vhm các bạn thích thì các bạn bắt đúng không còn nhb này là bắt ngày 23 tháng 4 đến hôm nay là lời rất nhiều bạn chốt lời rồi bạn cũng chốt bốn năm phần trăm thì trong nhóm bây giờ là khuyến nghị mọi người chỉ đánh t 3 thôi về t 3 win tốt nhất là bán luôn nếu mà cấu hình mà xấu thì mà lỗ thì cũng phải bán nhưng mà giai đoạn này thì chả có mã lỗ cả không có mã nào lỗ cả chỉ có win đại dạ này đấy mặc dù thị trường khó đánh như thế mà đầu tư toàn win đấy chứ ngay cả con FBT nhá tôi SBT này Để khuyến nghị ngày 22 tháng 4 này là bắt 2045 đúng không? Các bạn trong nhóm có thể có nghị làm chứng ra này thì bắt bắt mới 2045 thì có rất nhiều cơ hội bán 27 tháng 4 cũng bán được mà hôm nay cũng bán được nhưng nó chỉ là chỉ chỉ nào nó không lời nhiều thôi đúng không? Còn 22 tháng 4 thậm chí nhiều bạn còn bắt được cái giá đẹp hơn nó 19 80 19 70 hoàn toàn bắt được thì về đây là các bạn lại 3 4 rồi thì nhiều bạn cũng chốt tuân theo quy luật đúng không cứ ăn cứ ăn một tuần mà cứ mỗi mã ăn ba bốn phần trăm là cũng ấm dư rồi đúng không một tháng đấy tổng vào là một tháng lãi khoảng tầm bảy tám phần trăm đã sướng rồi đâu cần phải gì nhiều Nhưng ngày lúc mà thị trường nó khó như này thì đầu tư như vậy rất ok xong nhá ai à, đang 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 nói về shb đúng không shb thì thì con shb này thì cấu hình nó không xấu dòng tiền nó không chốt lời nhiều thì lên trên này thì nó gặp những cái ngưỡng kháng cự này thì cũng không có nhiều nhà đầu tư mà chốt lời con này thì hoàn toàn con này có thể bứt lên rất mạnh nhá con này mà nếu mà có một dòng tiền nó đánh vào thì con này bứt mạnh lắm AB thì bứt mạnh lắm mọi người hoàn toàn có thể giữ được tiếp nhá thậm chí là mua mới được nhưng mà thôi cứ qua qua nghỉ lễ rồi bắt đầu đầu tư đi nhá qua nghỉ lễ rồi đầu tư cho nó an toàn Hoàn toàn nó có thể gặp một cái tín hiệu là xấu nó đánh xuống đây thì rất là nguy hiểm đúng không? Qua nghỉ lễ đi, xem dịch giắc các thứ thế nào. nào rằng nào ngày mai đầu tư thì thậm chí các bạn hôm nay chốt lời cũng là một cái phương án tương đối an toàn. Cũng không biết là ngày mai thị trường nó sẽ như nào đúng không? Ngày mai ngày, ngày phiên uh, sau phiên ngày mai là bắt đầu nghỉ lễ đúng không? sau phiên ngày 29 tháng 4 đã bắt đầu nghỉ lễ. Thì um, chốt hôm nay là cũng là một phương án tốt thôi cứ đánh T3 đi đúng không? Cứ đánh T3 thì lãi 4 5% là được rồi. SHB các bạn giữ ok nhá. Các bạn xem cấu hình này thì cứ giữ thôi. Chả có vấn đề gì cả. Đẹp. Không có lượng nhà đầu tư bán ra. SHS. Ừ. SHS nó vẫn cũng cũng như vậy là hôm nay lượng nhà đầu tư mà người ta đầu tư hôm nay nó không nhiều đấy thanh khoản cả HNX và HOSE nó đều thấp vn index cũng thấp đấy các bạn giữ nhá giữ đi hôm nay thanh khoản của cả hai sàn đều thấp SHS thì nó đang cái vùng chiều nó đánh lên này nó là dòng chứng khoán mà nó dòng chứng khoán thì nó có theo thị trường thôi thì nó đang tạo một cái vùng ở đây thì mọi người để cái vùng này các bạn lỡ mà các bạn chưa bán thì nó qua bán rồi thì bây giờ cứ giữ thôi cứ giữ thôi chiều hướng nhà đầu tư hôm nay là giữ bắt đầu là nếu mà bắt đầu qua nghỉ lễ bắt đầu là tôi tôi nghe tiền nhà đầu tư người ta giữ rất nhiều đấy. người ta không không rút ra đâu chả ai rút ra để mà tiêu mà nghỉ lễ cả nghỉ lễ các bạn tiêu được bao nhiêu tiền mà các bạn rút tiền ra đúng không thì tôi nghĩ họ vẫn cầm tiền ấy họ đợi đợi qua cái những cái lúc mà thị trường nó căng thẳng này thì nhiều người người ta cũng nghe theo người lọ người kia là à, thị trường sẽ chỉnh về 1.100 chẳng hạn thì người ta cứ đợi về 1.100 đợi về xuống 900 chẳng hạn thì lúc đấy người ta mới đầu tư quan điểm của tôi thì cứ đầu tư mã nào khỏe và đẹp thì cứ đầu tư thôi chứ không có vấn đề gì cả mà các bạn chỉ là giai đoạn này thì tôi khuyến nghị mọi người không nên đầu tư quá 60% thôi đúng không cứ đầu tư quanh quanh tầm 60% đổi lại Cứ mã nào đẹp, mã nào khỏe thì giữ Hoặc là mua bán để đánh T3 đánh cho vui đúng không? Đoạn này cứ đánh thế cho vui Biết đâu đánh T3 về xong lại dòng tiền Nó vào đánh cái mã đó tốt Thì tiếp tục lại giữ tiếp đúng không? Có STB chẳng hạn thì cứ giữ, cứ thế mà giữ Bạn nào mà giữ được con phi banh thì cứ tiếp tục giữ NVL thì tiếp tục giữ đúng không? Những cái mã đấy thì nó là các bạn cứ tiếp tục giữ những cái mã đó Chả có vấn đề gì cả Đầu tư thì cứ đầu tư thôi chứ biết bao giờ nó upo mà các bạn cứ lo nó chỉnh về 1100. Hoàn toàn thị trường nó cứ kiểu đi ngang xong bắt đầu đánh lên 1300 thì làm nào, nào. Nó sẽ không chỉnh về 1100 nữa thì thì các bạn chẳng nghe các bạn sẽ không đầu tư à? Mà trong năm nay xác định là một năm mà đầu tư chứng khoán nó rất là tốt, lãi suất nó thấp, dịch dã như này. Đầu tư làm ăn nó khó khăn, tiền rẻ người ta đều dồn tiền và đầu tư chứng khoán đúng không ok um, TB bank ừ, TB bank tăng 0,6% thì tb bank là một trong những người mã mà mình um, khuyến nghị mọi người là bắt mới đúng không khuyến nghị mọi người trên uh, youtube này là bắt mới con tb bank này 27 tháng 4 đúng không ok con này cứ, cứ, giữ thôi nhá. Con này cứ giữ thôi Hết chưa nhỉ? Hôm nay chắc thì phân tích thế thôi Nhìn qua SSI xem SSI SSI SSI, SSI thì cứ giữ thôi thì hôm qua, hôm 27 tháng 4 hôm qua mình cũng bảo là con SSI hoàn toàn nó có thể mà canh mọi người mua mới được mà. Về cấu hình của nó như thế này thì hoàn toàn nó có thể mua mới. Nhưng mà dòng chứng khoán nó là dòng đặc thù cho nên nó hay bị ảnh hưởng về thị trường đó. Xét về cấu hình của con SSI này thì mua mới cái ở cái cái ngày 27 tháng 4 thì rất là đẹp nhé. Mới rất là đẹp nhiều bạn có hỏi là con SSI có giữ không thì tất nhiên là giữ rồi cấu hình nó có vấn đề gì đâu mà các bạn bán nó test cung với cái vốn thấp này thì thậm chí là còn mua vào ok hết chưa nhỉ hết rồi đấy sẽ xem qua dòng du lịch xem HVN HVN tăng 0,2 tiếp tục giữ HVN tiếp tục giữ VTD Ừ, VTD hôm nay nó chuyển hướng khá mạnh đúng không? Chuyển hướng khá mạnh Hôm nay có những lúc giảm uh, xuống 13 Nhưng mà về cuối phiên là kết 13, 90 đúng không? Tăng Các bạn nào bắt được, được ở uh, giá 13 là Các bạn cũng lời 45% đấy đơn giản đúng không? Ok VTR VTR giảm 0,8%. VTD bắt đầu VTD với cả VHVN là bắt đầu nhìn bắt đầu cấu hình bắt đầu nhìn sáng sủa hơn. Còn con VTR này thì cũng không biết là nó sẽ giảm như nào nó đang trong quá trình gọi là phân phối đấy. Thế này gọi là phân phối rồi sẽ không bao giờ biết nó sẽ giảm xuống cái mức giá nào đúng không? Làm sao mà biết nó sẽ giảm xuống đi đâu được nó đi kiểu con VNM những cái con thì kiểu VNM ấy là uh, VTR này thì sẽ tôi sẽ không bao giờ khuyến nghị ở trong Zoom đúng không? Sẽ không bao giờ khuyến nghị con Zoom. Đã khuyến nghị trong Zoom là phải khuyến nghị con mã đẹp hẳn, khỏe hẳn và tỷ lệ đánh nó uh, win nó cao. Đó. Khuyến nghị cái mã mà tỷ lệ win nó cao chứ không khuyến nghị những cái mã nó tỷ lệ win quá thấp. CTG. Uh. CTG này thì cấu hình của nó nó cấu hình của nó tôi không thích lắm đúng không? Tôi cũng không thích lắm. Các bạn nào giữ thì giữ thôi. HD bằng CTG họ có thể giữ HD bằng tăng 0.2. Không cũng không có gì đặc biệt cả. Những cái mã này thì tôi sẽ không khuyến nghị mọi người mua mới đâu. CTG với HD bằng sẽ không khuyến nghị mua mới. Xong nha, hôm nay à, à, nhìn qua dòng dầu ấy. BVD trong ừ. dầu đó vẫn vẫn cấu hình nó vẫn xấu nên không khuyến nghị những cái mua mới nào. BVS tăng 2,6%. Ừ. Thôi hôm nay uh, phân tích thế thôi, hôm nay phân tích uh, qua qua thôi. Thì Đối với thị trường này thì tôi nghĩ ngày mai nó vẫn có thể là sẽ vẫn diễn biến như thế này thôi Với cái lượng thanh khoản nó thấp à, Lượng thanh khoản nó thấp Thì um, Mọi người chọn phương án là đứng ngoài được Các bạn nào lỡ không đầu tư rồi thì cứ đứng ngoài Thì qua um, Qua 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì các bạn đầu tư sau các bạn có thể đầu tư sớm khoảng tầm 50% những cái mã mà khỏe mình cấu hình tốt các bạn đầu tư sớm cũng được không phải nhất thiết là cứ phải qua 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mới đầu tư nhiều đấy nhiều người nghĩ thị trường nó chỉnh về 1.100 Thì bao giờ cho nó chỉnh nó bao giờ cho nó chỉnh về 1.100 càng lo lắng thì càng không chỉnh bây giờ các bạn ôm tiền thì các bạn cứ ôm thôi Bây giờ các bạn đầu tư mà các bạn cứ nghe hết người lọ người kia Kể cả tôi thì mọi người cũng nghe gọi là tham khảo thôi Chứ các bạn nên có một cái chính kiến nhé Các bạn nên có một cái chính kiến Chứ không phải là lúc nào các bạn cứ nghe hết người lọ người kia bảo chỉnh về 1.100 Bây giờ ví dụ xuống 1.100 các bạn có dám mua không? Tôi hỏi các bạn là như vậy Xuống 1.100 các bạn có dám mua không? Nếu mà nó đã xuống 1.100 hoàn toàn nó có thể xuống cả vùng 1.000 Thậm chí còn thủng cả vùng 1.000 xuống 900 thì sao? Đúng không? Khi dòng tiền nó đang ra rồi thì lúc đấy thì không biết là nó sẽ xuống cái vùng bao nhiêu. Cái giai đoạn mà dịch Covid chẳng hạn, đấy. Nhiều bạn nó bảo là xuống vùng 900. Thì xuống vùng 900 rồi các bạn lại bảo là xuống vùng 800. Vùng 800 nó xuống còn thủng cái vùng 800 thì nó xuống vùng 700, 700 nó có thủng xuống xuống vùng 600 bao nhiêu đấy đúng không? 650, 670. Thì các bạn đầu tư kiểu gì? đầu tư mà cứ lo mà úp cái gì thì rất là khó đầu tư nhé mà trong năm nay là một cơ hội đầu tư nó tốt như vậy thì mình cứ chọn những cái mã khỏe và đẹp thì mình đầu tư thôi chứ úp biết thế nào mà úp đầu tư chứng khoán này cứ lúc nào cũng lo sợ úp thì chỉ có giữ tiền từ trước tết đến bây giờ chả bao giờ dám đầu tư tôi nói thật đầu tư mà cứ lúc nào cũng lo úp học phân tích một chút nhé học phân tích học uh, phân tích căn bản phân tích kỹ thuật và nhìn dòng tiền một chút thì các bạn cứ đầu tư đấy khối ngoại nó mua dòng hai phiên đấy nó có sợ cái gì đâu mà mà, mà cứ lo là ubo gì ubo thì kệ nó ubo hôm nào nó ubo thì nó ubo và ubo thì có dấu hiệu bắt đầu là các lái liếc họ xả tiền ra bắt đầu thì thì mình chốt sau kệ nó ubo nhưng mà một khi ấy, các bạn những cái mã nó khỏe nó trả sợ ubo cái mã nó khỏe thì có gì mà nó sợ UBO tôi chỉ ví ví dụ cho mọi người nhé cái mã um, những con FPT để chẳng hạn UBO nó sợ gì nó có gì đâu mà sợ UBO đây nhá nó vào ngày uh, mùng 1 19 tháng 1 đúng không? À 10, 19 tháng 1 Đó, Ubo vào 19 tháng 1 đây Mũ bên trang tất đúng không? Xong rồi tăng 3 cây xong rồi nó lại đánh xuống một hai cây ubo mới đúng không? xong rồi lại tăng lên vù vù ubo thì kệ ubo bao giờ biết bao giờ Uber một khi mã nào nó khỏe thì nó trả sợ ubo thị trường chung kệ thị trường chung nhưng mã nào khỏe thì nó vẫn tăng chả vấn đề gì ubo cái gì đầu tư thì cứ đầu tư thôi không có gì gọi là cứ sợ suốt ngày lo lắng là cái vấn đề ubo hay không nhá cứ đầu tư đi nhưng mà giai đoạn này thì mình khuyến nghị là mọi người không nên đầu tư quá nhiều thôi mã nào đẹp mã nào khỏe thì đầu tư chả vấn đề gì thì hôm nay um, phân tích thế thôi nhá mọi người uh, muốn hỏi gì thì hỏi trên youtube và trên tiktok um, hỏi bất cứ những cái mã nào các bạn uh, thích đúng không? mình có thời gian mình sẽ vào mình phân tích và mình trả lời trên youtube và tiktok tiktok thì các bạn um, cứ hỏi những cái video mới nhất nhá còn các bạn nào muốn vào Zoom thì sẽ lì xì từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đúng không? Trở lên thì còn các bạn nào mà muốn tham gia khóa học trong vòng 2 tháng thì tham gia khóa học trong vòng 2 tháng vừa thực chiến vừa vừa học phân tích kỹ thuật, phân tích căn bản và phân tích về dòng tiền thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên. Thì các bạn sẽ được vào ba nhóm là ba Zoom, Zoom khuyến nghị chung zoom uh, vừa chat vừa thực hành ở zoom học viên, mấy cả một nhóm ở trên uh, youtube để học, à, trên facebook để học nhá, một nhóm ở trên facebook để học học on nhá, vừa học vừa thực hành, vừa thực chiến luôn, ok